Vâng, chào quý vị. Thì bữa nay Thuận sẽ tiếp tục câu bằng cây cần câu bút. Thì hôm nay đang trong giai đoạn một tuần từ thứ hai đến thứ bảy, thì Thuận sẽ là người duy nhất túc trực ở hồ hả mọi người. Đây, để đảm bảo là không có ai tác động lên hồ hết. Đó, Thuận sẽ dưỡng cá nha. Thuận sẽ dưỡng cá đúng một tuần. Thì chủ nhật này sẽ có một cái ngày câu bình thường thì sẽ mở ra cho câu, nhưng mà sẽ có thêm ít phần thưởng ha. Thì ai câu được con cá nặng nhất ngày là 4 triệu, nặng nhì ngày là 1 triệu đó. Và còn rất nhiều giải thưởng nữa. Thì tổng những giải thưởng này là tự thường bỏ tiền túi ra nha, nó độ khoảng 8-9 triệu gì đó nếu mà heo bị đập luôn. Nếu mà mọi người câu dính con cá trên 10 kg là đập heo rồi. Nếu cá đó mà nhứt ngày nữa thì rảnh thêm được 4 triệu nhứt ngày nữa ha. Đây là hồ của Thuận ở Trà Vinh. Thì cũng lâu lắm rồi mình không câu bằng cây cần câu bút này. Đây là cây cần câu bút 1m4 nha mọi người. Nó có 3 size đây nhưng mà mình chỉ có 1m4 thôi. Đó. Bút máy hợp kim, bút dài 1m4. Thì cây này mình lua cũng được, lua cũng khá là phê luôn. Bữa nay mình lấy ra mình sẽ vừa test cần, nói chung là vừa câu chơi văn nghệ và vừa test cá dưới ao này luôn. Xem bữa nay là ngày thứ 3 rồi, xem mình dưỡng cá được 2 ngày nó sẽ như thế nào nha. Thì cũng giống như những công việc hàng ngày thôi, mình sẽ khui cái cần này ra ha. Đây, sẽ khui cho mấy bạn xem nha. Mọi người thấy chưa, cái này nó có 7 khoen nha, 7 khoen. Đó, khá là dài và cái này tiện gọn cho mình đi du lịch á, đi lua suối này chẳng hạn. Đó, mình sẽ gắn bắt máy vô ha. Đó. Dẫn đầu dẫn đít đây thấy chưa, mình sẽ do nó là cần rút mà nên là mấy cái khoen nó hơi bị xoay tí xíu, mình sẽ sửa nó lại. Đó, các bạn thấy chưa, Thuận cũng hay lấy cây này lua nè. Đợt trước đóng máu quá thì kết quả thì các bạn coi bạn cũng biết rồi đó. Đó, thấy chưa. Bây giờ thì mình sẽ ra dây cho nó. Đây Thuận mới ra dây xong rồi đây. Xiếc này hơi chặt tí xíu, xả nó ra ha. Đó, chạy nghe ss đã không. Chơi nút luôn nha, không chơi ma ní, chơi nút luôn. Chơi cái này là nho 4 nha các bạn. Mấy bạn thấy Thuận nắng cục mọi cười Thuận nha, cười Thuận Thuận chịu luôn á. Đây Thuận câu hồ thì Thuận không có gành đâu, đam mê quá, mình mê quá thì mình làm thôi chứ ao ước cũng sở hữu một cái hồ đó. Chứ đó giờ cũng chưa từng đi câu dịch vụ luôn nha. Máy này quăng không tới ống rồi. Tại bạn biết sao ta nó hay nói quăng tới ống không, đây mình cho ăn, mình cho ăn ngay ống không à. Cỡ 1m nữa mới tới nha. Trước mấy bạn dít vậy nè chứ mình đâu có biết dít này làm sao đâu. Dít cho dây nó chìm xuống mà nó không chìm. Rồi, ok, đã chìm.
giờ mình sẽ kiếm một cái gì bất kỳ để mình làm cái cò cho nó ha, một con cỏ chẳng hạn. Nhưng mà cao bằng cái này cá nó quất một cái là cứng luôn, cò cho đẹp thôi, cho có thôi chứ. Cái tre ăn mấy bạn ơi, cứng cậy rồi. Lôi con vào luôn nè. Ấy. Cái chơi nha. Siết rát lại tí xíu. Tại này mình có mồi trùng. Chạy vô bờ luôn rồi. Chê là khỏe lắm. Này chắc nuốt lút lưỡi luôn á. Chê dây à. Dây nguyên bản của nó luôn nha mấy bạn. Dây nhỏ kéo mới có cảm giác. Chê chạy dữ dằn. Coi mặt cái coi. Ê, 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 ê. Lưỡi vô mé, lưỡi vô mé. Chỉ có chê thôi nha các bạn. Nặng dữ quá. Chở không lên. Chưa lên. Thấy mặt cái cây chê cha. Không thấy mặt được. Ý cha. Cha nha các bạn. Bây giờ mình thử cái chê. Câu này các bạn kia biết là gì không? Là câu cảm giác nè. Thì thường gán à. Nhóng lên. Cái cho con cá nó mệt. Bây giờ mình kéo nó giờ mình cũng mệt rồi. Nhưng tại vì dây nhỏ không có siết rát là được mấy. Cái này nhỏ chứ không bự các bạn ơi. Nghe thấy cái đuôi nhỏ. Lên. Đó. Các bạn thấy cái cần câu của công đã không? Dẻo cái này dẻo lắm. Cái cha ăn trùng nha. Chủ nhật này mấy bạn biết làm gì rồi đó. Lên con. Dính hai ba lưỡi thịt nho mà. Ừ, đuối rồi nè. Thấy chưa?
Ai cắm cây gì cắm câu với hồ Thuận ta. Chơi cắm cái này chết Thuận à. Nè. Cắm gì kỳ vậy? Cắm bằng cái nhánh cây mấy bạn. U nay câu cá vô tình phát hiện luôn nha. Cắm ngầm luôn. Nè. Cái này đâu phải là cắm cá lóc. Chết luôn rồi. Ai chơi kỹ ta. Nè. À, dân hồ chơi về chết Thuận luôn rồi. Nè các bạn thấy không, cột vô đầu cây này gói gàng nè. Chà, gắt rồi nha. Hết muốn gỡ cái này luôn rồi.